pushing my limits and all the drive that I have. Well, I'm going the distance. Xin chào các bạn, mình là Thảo đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Và hôm nay thì Thảo sẽ gửi tới các bạn một cái make up look mới. Make up look này thì cực kỳ đơn giản và dễ làm. Và không chỉ thế thì em ý lại rất là nổi bật bật trong mùa hè này. Và điểm đặc biệt hơn mà Thảo muốn nhấn mạnh đến make up look ngày hôm nay đó chính là em ý cực kỳ lâu trôi và cực kỳ kiềm dầu. Thảo đã thử cái make up look này và đi khắp Hà Nội cũng như khắp Sài Gòn thì Thỏ thấy là em ý có thể giữ được tới tận cuối ngày, thậm chí là sáng sớm ngày hôm sau. Ví dụ như là Thỏ đã sử dụng cái make up look này trong suốt cả cái ngày cuối cùng mà Thỏ ở Sài Gòn đợt vừa rồi, và Thỏ có quay vlog lại cho đến tận khoảng 1 giờ sáng ngày hôm đó Thỏ về tới nhà thì cái make up look vẫn còn nguyên si. Và thực sự thì Thỏ thấy nó rất là hiệu quả, vì thế nên là Thỏ muốn chia sẻ cái cách trang điểm ngày hôm nay tới với mọi người. Thỏ hy vọng là nó sẽ có ích cho các bạn trong cái mùa hè nóng nực và đổ nhiều mồ hôi như năm nay. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng mình cùng bắt đầu vào video nào. Điểm quan trọng nhất của một lớp make up kiềm dầu đó chính là giữ ẩm. Vì thế ngày hôm nay Thỏ sẽ sử dụng em xịt khoáng của Perlite và em Victory Mineral 89 này để giữ ẩm cho làn da trước khi make up nhé. Đến Thảo sẽ sử dụng em lót kiềm dầu Velvet Skin Primer của The Face Shop. Vào mùa hè khi da bị đổ dầu nhiều thì việc sử dụng một em lót để giữ lớp make up lâu trôi là điều cực kỳ cần thiết. Cushion lần này mà Thảo sử dụng đó chính là Miracle Finish Oil Control của The Face Shop. Em này thì Thảo khẳng định luôn là cực kỳ kiềm dầu, và khi mà mình apply lên mặt thì em sẽ để lại một cái lớp matte finish không bóng nhờn, và độ che phủ của em này cực kỳ cao luôn ấy, rất là thích hợp với cả những cô nàng da dầu và có những làn da nhiều khuyết điểm nữa. Mình sẽ sử dụng thao tác dặm chứ không biết để cái nền bám lâu hơn nha. Thỏ sử dụng bronzer dạng stick cộng với kem che khuyết điểm của Maybelline để contour trước khi đánh phấn phủ. Thao tác này sẽ giúp bảo vệ lớp khối lâu trôi hơn trong mùa hè đó các bạn. Tiếp đến là sử dụng phấn phủ GA Bye Bye Shine sau các bước trên để khóa toàn bộ các lớp make up lại. Đợt trước thì Thỏ ra Guardian thì được giới thiệu GA là nhãn hàng thuộc công ty Shiseido của Nhật Bản, và Thỏ cũng mới sử dụng em ý gần đây thôi và cảm thấy rất là thích. Thỏ dùng màu phấn sáng hơn tông da mình là màu light trong mùa hè đến lúc xuống tông sau một ngày sử dụng là vừa. Điểm yêu thích ở đây là em ý cực kỳ kiềm dầu mà lại mỏng nhẹ mịn màng. Thêm một điểm là mình rất ưng ý đó là lớp phấn giữ lâu suốt cả ngày. Nhiều hôm trang điểm từ sáng đến chiều về vẫn còn cảm giác lớp phấn mịn trên da thích ơi là thích. Và đây chính là must have item của mùa hè này đó các bạn. Thêm một chút bronzer của Colourpop để cho gương mặt của mình đỡ tròn hơn.
phấn má hồng lần này thì Thảo lại tiếp tục dùng em Can-Make Powder Cheek. Đây là một màu mà cam đào mà Thảo thấy là rất là thích hợp với những make up lúc mùa hè hay là mùa xuân. Highlight thì Thảo vẫn tiếp tục sử dụng highlight của Colourpop. Thảo cảm thấy là vẫn chưa có một em highlight nào đánh bại được em này trong mùa hè năm nay. Với phần mắt thì Thảo sẽ dùng mũ mắt siêu bám của BBA. Đầu tiên là Thảo dùng màu 08 để đánh toàn bộ bầu mắt. Và em này sẽ rất là long lanh trong mùa hè và không dễ trôi và dễ bay như là phần mắt bình thường. Thảo kèm mắt dưới bằng 16 Pencil Liner màu nâu. Em này thì Thảo đã dùng trong rất là nhiều video trước đây nên có lẽ mọi người cũng rất là quen thuộc rồi. Với phần mascara thì Thảo sẽ chỉ chuốt mascara phía dưới bằng em mascara hai đầu của The Face Shop thôi bởi vì Thảo đã nối mi rồi. Tiếp theo thì Thảo sẽ dùng màu số 06 để đánh vào góc mắt để đôi mắt của chúng mình to tròn và long lanh hơn. Điểm nhấn của make up lúc này chính là Thảo son crush màu cam cháy. Đầu tiên thì Thảo nghĩ em này là cam đất cơ. Thế nhưng mà sau này khi mà Thảo nhìn lại gương thì Thảo thấy là em này nhiều tông cam hơn và rực rỡ hơn một cam đất khá nhiều. Đặc biệt là em này cực kỳ bám môi, rất là lâu trôi. Tuy nhiên thì sẽ hơi khô một chút xíu nên bọn mình hãy chịu khó giữ môi trước khi sử dụng sản phẩm này nha. Thế là Thỏ đã làm xong cái make up look của ngày hôm nay. Và Thỏ tin chắc rằng nó cực kỳ đơn giản từ cái nỗi mà một người mà mới tập make up thôi cũng có thể làm được. Cho dù bạn có đi chơi với bạn bè hay hoạt động nhiều đi thế nào đi chăng nữa thì cái lớp make up này nó sẽ vẫn long lanh từ tận cuối ngày cho mà xem. Và mọi người hãy lưu ý một điểm rằng đó là nếu bạn muốn có một lớp make up lâu bị đổ dầu hoặc là ít bị đổ dầu nhất thì thứ nhất hãy dưỡng ẩm cho làn da để làn da của mình không bị thiếu nước và tiết nhiều dầu hơn. Thứ hai đó là sử dụng các sản phẩm kiềm dầu, ví dụ như là cái em Cushion Oil Control mà mình đã sử dụng. Và đặc biệt đó là em phấn phủ GA Bye Bye Shine lần này. Thực sự thì Thỏ mới sử dụng em này được khoảng 3-4 lần. Tuy nhiên thì Thỏ đã rất là mê em này luôn ý. Vì các bạn biết là Thỏ là một cô gái có làn da hỗn hợp thiên dầu và Thỏ đổ rất là nhiều dầu ở vùng chữ T. Nhưng mà sau khi mà Thỏ thử cái em phấn phủ này thì cái việc mà đổ dầu trên da mặt nó đã đỡ hơn rất là nhiều. Và em ý mịn màng cho tới tận cuối ngày luôn ý mọi người ạ. Và nếu mà bạn là một cô nàng có làn da hỗn hợp thiên dầu giống như Thỏ thì đừng bao giờ thiếu em này ở trong bộ make up của mình nhá. Và Thỏ xin phép kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video make up lần tới nhá. Xin chào tạm biệt.